Tháng 4 năm 2019, showroom Hoàn Mỹ số 170 Phạm Văn Đồng chính thức khai trương. Showroom có diện tích lên đến 1.800 m², là một trong những đại siêu thị cung cấp nội thất với 3 tầng trưng bày. Đặc biệt, căn hộ mẫu cho khách hàng trực tiếp tham quan, trải nghiệm dịch vụ thiết kế, thi công. Cũng trong năm 2019, nội thất Hoàn Mỹ tham gia triển lãm quốc tế Việt Build với tư cách là nhà tài trợ chính tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh và tháng 11 tại thủ đô Hà Nội. Tham gia Việt Build, Hoàn Mỹ mang tới bộ sưu tập sản phẩm mới nhất, đón đầu xu hướng 2020 trên tinh thần hiện đại, mới mẻ, đề cao tính tiện nghi, được đông đảo khách hàng quan tâm mua sắm. Nhằm giúp toàn bộ đội ngũ cán bộ nhân viên nắm được các quy trình, chính sách bán hàng, cũng như kịp thời cập nhật các thông tin mới về sản phẩm của công ty trong năm 2019, Nội thất Hoàn Mỹ đã tổ chức các khóa huấn luyện sale cho toàn bộ nhân viên các bộ phận. Thông qua khóa học, 100% nhân viên được trang bị các kiến thức đầy đủ về kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống trong bán hàng, thúc đẩy doanh số. Một sự kiện nổi bật trong năm 2019, Nội thất Hoàn Mỹ đã áp dụng giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp Bravo ERP giúp quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, gồm quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản lý sản xuất, quản lý kho hàng. Thông qua đó, mang lại thông tin quản trị chi tiết cho các quản lý và giám đốc, giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ và sản phẩm của Hoàn Mỹ nhanh hơn, tốt hơn. 2019 cũng là năm Hoàn Mỹ tiếp tục tiến hành tái cơ cấu công ty với mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao tốc độ xử lý công việc, hướng tới năm 2020 với thật nhiều nhiệm vụ, mục tiêu mới.